Chào mừng các em đến với kênh Thầy Liêm. Hôm nay cô mời các em cùng theo dõi sách bài tập ngữ văn lớp 6 trang 26 đến trang 28. Sách kết nối tri thức với cuộc sống, bài tập 4. Đọc đoạn trích sau và trả lời các câu hỏi. Nước là một nhà du hành vĩ đại không ngừng thay đổi hình dạng. Nó rời khỏi biển ở thể lỏng rồi lại xuất hiện trong không khí ở thể khí. Sau đó rơi xuống dưới dạng băng trên các ngọn núi. Tại đó, cuộc du hành của nước tiếp tục, nó trở lại thể lỏng, chảy ra các dòng sông lớn nhỏ, rồi lại đổ ra biển điểm xuất phát ban đầu. Trong suốt vòng tuần hoàn này, nước đều có ích cho các sinh thể. Nước là thành phần cơ bản tạo nên các loài thực vật và động vật, trong đó có con người chúng ta. Và chúng ta không thể sống thiếu nước. Chúng ta sử dụng nước từng giây từng phút để uống, tưới tiêu, sản xuất điện. Nước thật quý giá. Nhiều tác giả Bách Khoa, thư Thế hệ mới, nhà xuất bản Dân Trí, Hà Nội, 2017, trang 28. Như vậy, sau khi các em đọc đoạn trích, các em sẽ trả lời các câu hỏi. Câu 1. Vấn đề chính được nói đến trong đoạn trích là gì? Thì vấn đề chính được nói tới trong đoạn trích là hành trình của nước trên trái đất và vai trò của nước đối với sự sống nói chung, con người nói riêng. Tiếp theo câu 2, tại sao nước lại được ví với một nhà du hành vĩ đại? Nước được ví với một nhà du hành vĩ đại vì nó có một hành trình không ngừng nghỉ, luôn chuyển hóa từ dạng thể này sang dạng thể khác. Tiếp theo câu 3, em hiểu thế nào về nội dung của câu nước là thành phần cơ bản tạo nên các loài thực vật và động vật, trong đó có con người chúng ta? Thì câu nước là thành phần cơ bản tạo nên các loài thực vật, động vật, trong đó có con người chúng ta, muốn nói đến tỷ trọng lớn của nước trong cơ thể mọi sinh vật. Tiếp theo câu 4, trong vòng tuần hoàn của mình, nước đã từng tồn tại ở những dạng thể nào? Hãy nêu suy luận của em về tầm quan trọng của băng tồn tại trên các đỉnh núi cao và ở hai đầu địa cực, Bắc cực và Nam cực. Thì trong vòng tuần hoàn của mình, nước đã tồn tại dưới các dạng thể lỏng khí băng. Như vậy, khối lượng băng tồn tại trên các đỉnh núi cao ở hai đầu địa cực có thể được xem là một nguồn tài nguyên nước vô cùng quan trọng. Tiếp theo câu 5, nước có tầm quan trọng như thế nào đối với sự sống? Thì tầm quan trọng của nước đối với sự sống đó là tạo dung môi thích hợp cho sự tồn tại và sinh trưởng của muôn loài, là thành phần cấu tạo không thể thiếu của mọi cơ thể sinh vật. Tiếp theo câu 6, nước thật quý giá. Câu kết của đoạn trích có thể gợi lên trong em những cái suy nghĩ gì? Thì câu kết của đoạn trích nhằm chứa lời kêu gọi bảo vệ tài nguyên nước, không sử dụng lãng phí nước, giữ sạch nguồn nước. Tiếp theo câu 7, câu nào có thể được xem là câu chủ đề của đoạn trích? Thì câu có thể được xem là câu chủ đề của đoạn trích đó là nước là một nhà du hành vĩ đại không ngừng thay đổi hình dạng. Tiếp theo câu 8, nêu nhận xét về cách triển khai vấn đề của đoạn trích, chú ý sự phát triển tiếp nói ý, chuyển tiếp nói giữa 3 câu đầu và 4 câu sau. Thì ở đây cách triển khai của vấn đề của đoạn trích thì thoạt đầu đoạn trích nói về vòng tuần hoàn của nước, tiếp đó là chuyển sang nói về cái lợi ích của nước đối với đời sống của muôn loài, trong đó có con người. Với cách triển khai này thì đoạn trích vừa làm sáng tỏ được cái ý nghĩa của mình, của cái hình tượng nhà du hành, vừa nêu bật được cái vai trò vĩ đại của nước, tức là những điều được song song gợi ngay ở trong câu chủ đề. Tiếp theo bài tập 5, đọc đoạn trích sau và trả lời các câu hỏi.
Nước, một thành phần thiết yếu của những phản ứng hóa học, là dung môi có khả năng hòa tan những phân tử dẫn đến sự nảy nở của sự sống. Dưới ánh sáng mặt trời, khí carbonic kết hợp với nước để biến thành gluco, đường và oxy. Khí oxy bốc lên khí quyển và duy trì sự sống trên trái đất. Sự hô hấp của sinh vật dùng oxy để đốt gluco và sản xuất ra hơi nước và khí carbonic cần thiết cho thực vật. Sự cộng sinh giữa giới động vật và thực vật trên trái đất đã được thực hiện nhờ các tác động hữu ích của mặt trời. Nguyễn Quang Riệu, sinh vật trên trái đất được hình thành như thế nào? Ngữ văn 6 tập 2, trang 96-97. Câu số 1, theo em, từ nào có thể được xem là từ khóa của động trích? Thì nước là từ có thể được xem là như là từ khóa của động trích. Tiếp theo câu 2, động trích đã cho biết hai điều kiện cơ bản nhất dẫn đến sự nảy nở của sự sống trên trái đất. Hai điều kiện đó là gì? Thì theo tác giả động trích, hai điều kiện cơ bản nhất để dẫn đến sự nảy nở của sự sống trên trái đất đó là nước và mặt trời. Tiếp theo câu 3, dựa vào các cụm từ dẫn đến sự nảy nở của sự sống, câu 1, duy trì sự sống trên trái đất, câu 3, cần thiết cho thực vật, câu 4, hãy nêu định hướng tổ chức nội dung phần viết này của tác giả. Thì các cụm từ dẫn đến sự nảy nở của sự sống, câu 1, duy trì sự sống của trái đất, câu 3, cần thiết cho thực vật, câu 4, cho thấy rõ định hướng tổ chức nội dung của đoạn văn được trích của tác giả đó là tất cả là phải hướng vào việc trả lời câu hỏi then chốt. Các sinh vật trên trái đất đã nảy sinh và phát triển dựa trên những cái điều kiện nào? Tiếp theo câu 4. Căn cứ vào nội dung đoạn trích, hãy suy đoán. Trước khi nêu giả thuyết về sự tồn tại của sinh vật ở một nơi nào đó ngoài hành tinh của chúng ta, thì các nhà khoa học phải chứng minh được điều gì? Thì căn cứ vào nội dung đoạn trích thì có thể suy đoán khi muốn nêu giả thuyết về sự tồn tại của sinh vật ở một nơi nào đó ngoài hành tinh của chúng ta. Trước hết thì các nhà khoa học phải chứng minh được rằng ở đó có nước, nước trong một dạng thể nhất định nào đó. Tiếp theo câu 5, hãy nêu một số ví dụ về sự cộng sinh giữa động vật và thực vật được thực hiện nhờ tác động của mặt trời mà em quan sát hoặc là biết được qua việc tự tìm hiểu các tài liệu khoa học. Lưu ý em xem lại chú thích về cái sự cộng sinh trong sách giáo khoa trang 97. Thì một số ví dụ thường được nêu trong các tài liệu khoa học thường thức đó là nấm là và loại cái vi khuẩn có khả năng quang hợp cộng sinh với nhau tạo thành địa y. Trong đó nấm hấp thụ nước và chất khoáng giúp vi khuẩn tồn tại. Ngược lại, loại vi khuẩn biết quang hợp lại tạo được chất hữu cơ giúp nấm tồn tại nhờ khả năng thu nhận và chuyển hóa năng lượng mặt trời. Tiếp theo câu 6, trong các từ mượn được tác giả sử dụng trong đoạn trích thì từ nào không mượn từ tiếng Hán? Thì ở trong đoạn trích có nhiều từ mượn có gốc ở tiếng Hán hoặc các ngôn ngữ châu Âu. Trong số đó, những cái từ không mượn từ tiếng Hán đó là carbonic, gluco, oxy. Thì các từ này đều giống nhau ở điểm là các âm tiết tạo nên từ được viết tách ra và giữa chúng có gạch nối. Tiếp theo câu số 7, tìm trong đoạn trích những cái từ thể hiện hoạt động cụ thể của các đối tượng có ảnh hưởng đến quá trình nảy sinh và phát triển của sự sống trên trái đất. Lưu ý ghi tên đối tượng trước khi ghi từ chỉ hoạt động sau. Thì ở đây những cái từ thể hiện cái hoạt động cụ thể của các đối tượng có ảnh hưởng đến quá trình nảy sinh và phát triển của sự sống trên trái đất đó là hòa tan, nước hòa tan, kết hợp, khí carbonic kết hợp với bốc,
khí oxy bốc lên, đốt, sản xuất, sinh vật dùng oxy để đốt, gluco và sản xuất ra. Tiếp theo, bài tập 6, đoạn trích sau, đọc đoạn trích sau và trả lời các câu hỏi. Chúng ta hãy bắt đầu từ một cành bất kỳ của cây sự sống này. Đi từ cành này đến cành khác, từ nhánh này đến nhánh kia, bạn sẽ luôn thấy một con đường dẫn tới thân cây chính. Cách đây khoảng 500 triệu năm, tổ tiên của tôi là một con cá. Trở lại thời gian 1 tỷ rưỡi năm, tổ tiên của tôi là một vi khuẩn. Trên thực tế, tất cả chúng ta đều là hậu duệ của cùng một và chỉ một sinh vật, một tế bào nguyên thủy cách đây khoảng 3,8 tỷ năm. Sự sống đã nảy nở trong một quá khứ rất xa xôi từ một và chỉ một sự kiện. Từ một tổ tiên chung ở gốc của cây sự sống, nó đã đa dạng hóa theo thời gian bằng cách phân nhánh liên tiếp với sự xuất hiện của những loài mới. Thân cây sự sống đã lớn lên theo chiều dọc, nhưng các cành nhánh cũng ra đời để tạo cho nó cái một sự phát triển theo bề ngang. Nếu một số loài mà phát triển và sinh sôi nảy nở thì nhiều loài khác như chim cua lười hoặc là khủng long đã không còn sống sót. Hơn 99% số loài xuất hiện trên trái đất đã tuyệt chủng. Chúng là các cành thấp của cây sự sống và đã bị cắt cụt. Trịnh Xuân Thự, từ điển yêu thích bầu trời và các vì sao, nhà xuất bản Tri thức Hà Nội 2015, trang 600. Rồi, bây giờ các em sẽ trả lời câu hỏi. Câu 1. Trong đoạn trích cụm từ nào được dùng lặp lại nhiều lần và có vị trí nổi bật nhất? Vì sao nó lại được dùng như vậy? Thì cây sự sống là cụm từ được lặp lại nhiều lần và có vị trí nổi bật nhất trong đoạn trích. Khi nhắc tới nó thường xuyên thì tác giả muốn dựng lên một cái hình ảnh cụ thể giúp cho người đọc dễ dàng hình dung về cái quá trình hình thành và phát triển của sự sống, cũng như mối quan hệ giữa tất cả các đối tượng làm nên sự sống đó. Tiếp theo câu 2, tác giả muốn nói điều gì trong câu đi từ cành này đến cành khác, từ nhánh này đến nhánh kia, bạn sẽ luôn thấy một con đường dẫn tới thân cây chính. Thì với câu đi từ cành này đến cành khác, từ nhánh này đến nhánh kia, bạn sẽ luôn thấy một con đường dẫn tới thân cây chính, thì tác giả muốn nhấn mạnh rằng các loài trên trái đất dù xa cách và khác nhau bao nhiêu thì cũng đều có chung một nguồn gốc. Tiếp theo câu số 3. Từng con số 3,8 tỷ năm, 1 tỷ rưỡi năm, 500 triệu năm cho biết điều gì về sự phát triển của sự sống trên trái đất? Thì ở các con số này đã cho biết các mốc phát triển của sự sống đi từ một tế bào nguyên thủy tới một vi khuẩn rồi sau đó mới tới một con cá trước khi có sự nảy nở phong phú của muôn loài như hiện nay. Tiếp theo câu 4, phân tích các điều tác giả muốn nhấn mạnh khi dùng các từ tổ tiên, hậu duệ trong các câu 3, 4, 5 của đoạn trích. Thì khi dùng các từ tổ tiên, hậu duệ trong các câu 3, 4, 5 của đoạn trích thì tác giả muốn khẳng định một lần nữa nguồn gốc chung của muôn loài đều đã được đề cập trong câu đi từ cành này đến cành khác thì xuất hiện trước đó. Nhưng nếu câu trước chỉ đơn thuần nêu lên một nhận xét khách quan thì với câu có các từ tổ tiên, hậu duệ, tác giả còn muốn khơi dậy cái ý thức trách nhiệm của con người đối với sự tồn tại của các loài khác ở trên trái đất. Tiếp theo câu số 5, tác giả giải thích như thế nào về việc hơn 99% số loài xuất hiện trên trái đất đã tuyệt chủng?
Thì ở đây, tác giả đã luôn nhất quán với cách hình dung sự sống như một thân cây, phát triển trong thời gian theo cả chiều dọc lẫn bề ngang. Tác giả đã chọn lối giải thích này đầy cái hình ảnh nhưng rất là thuyết phục về sự tuyệt chủng của hơn 99% số loại trên trái đất. Chẳng qua, chúng giống như những cái cành thấp của cái cây. Khi đã bị khô mục thì gãy nát hay bị thời gian cắt cục, thuận theo cái quy luật tự nhiên mà không gì có thể can thiệp nếu giữ được. Tiếp theo câu 6, hãy đánh giá cái sức hấp dẫn trong cách trình bày các thông tin khoa học của tác giả được thể hiện qua cái đoạn trích. Thì đoạn trích đã chứa đựng những cái thông tin khoa học mang tầm khái quát rất cao nhưng vẫn dễ hiểu và đặc biệt hấp dẫn. Ẩn dụ cây sự sống bao trùm toàn bộ đoạn trích tạo cho nó một cái sự thống nhất toàn vẹn. Mọi dẫn giải, phân tích đều chịu sự chi phối của ẩn dụ này, khiến cho nhiều điều trừu tượng trở nên dễ thấy, dễ nắm bắt và lĩnh hội. Tiếp theo câu số 7, chỉ ra mối quan hệ giữa câu thứ 2 với toàn bộ các câu 3, 4, 5, 6 trong đoạn trích. Thì ở trong đoạn trích toàn bộ, các câu 3, 4, 5, 6 đã triển khai cái khái quát chứa đựng trong câu thứ 2. Thì từ đây có thể xác định câu thứ 2 chính là câu chủ đề. Tiếp theo câu số 8, theo cảm nhận của em, những cái từ nào có tuổi đời trẻ hơn cả trong số các từ mượn được sử dụng trong đoạn trích, vì sao em có cảm nhận như vậy? Thì các từ mượn trong đoạn trích đều là từ Hán Việt, nhưng trong số đó có lẽ vi khuẩn, tế bào, khủng long là những từ có tuổi đời trẻ hơn. Lý do khá đơn giản, các đối tượng mà những cái từ này gọi tên mới được giới khoa học phương Tây nghiên cứu phát hiện cách đây chưa đến vài trăm năm. Thì từ đó suy ra, các từ nói trên dù có nguồn gốc thế nào cũng có thể ra đời trước những cái từ như tổ tiên, hậu duệ, quá khứ và sinh vật. Như vậy thì đến đây các em đã vừa cùng cô theo dõi sách bài tập ngữ văn 6 của bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Thì sau khi xem xong, các em thấy dễ hiểu thì hãy nhấn nút thích và chia sẻ cho mọi người cùng xem. Và đừng quên đăng ký kênh thầy Liêm để được xem những video tiếp theo nhé. Cô chúc em học tốt. Cô chào tạm biệt các em.